dừa nha. Bà mau hát nữa trời. Tắt nhạc thì bà hát. Không được hát ngay. Đang quay. Chuẩn bị xí khách rồi. Đà em mới đụng có chứ bầu, nhưng mà để bữa nữa là bầu. Không, câu nó ghê gấp trăm lần đi. Câu nó khác hoàn toàn. Chắc từ trước tới nay chị mà gặp đúng không? Ừ. Nó rất là dài luôn á. Còn câu này bình thường. Câu này cũng nhiều nhưng mà cũng bình thường. Câu này nó vẽ chịu đau không được rồi. Mới nặng mà thấy nó vẽ không gồng rồi. Em thả lỏng nha em. Em thả lỏng hít sâu đi. Chứ trừ chưa đau đâu. Xí nó mới đau. Xí nó tắt máy đây. Xí nặng buồn ngủ mới đau.
chị xíu bằng nước muối. Cơ hậu để ho luôn. Ngựa lúc này chứ. Có cái dịch nữa, anh bị nhiều người bị cảm, hầu như ai cũng bị luôn, người bị nặng người bị nhẹ thôi, mấy ngày mới lành. Bị chạy ra mình đi theo tour là hay sao chứ? Thì tự đi đó, đó. Chứ tour mà thế là đưa tiền cho chị thôi. Thì chị trả mấy cái khoản đấy đó, mấy họ chỉ cho đi thôi, thuê xe đây họ. Thì chị tự đi, biết đường đi, biết đồ đó, đó. Tự đi chứ dễ mà. Người ta lấy xe chắc là anh biết thôi. Xe thì lên trên đó thì xe nó mình đi xe riêng mà mình tự bút xe mình đi mà, còn từ Hà Nội thì mình đi lên nó là xe mình đặt rồi, mà do bình thường là không có chỗ ngồi đâu, không có vé đâu, mình đặt trước mới có. Ý là bình thường á, là cái giao dịch này cũng ế nè. Nhà mình đặt trước dịch mà. Chơi ngu, bị hố nữa. Chứ không là cũng đỡ hết, cũng cả chọc triệu á. Tại vì cái gì cũng gấp đôi lên mà em. Giao dịch hắn mới bình thường á, chứ không là cái gì nó cũng gấp đôi. Xin cà rốt nó dễ sợ em. Thì nhà sủa được bảo chịu rồi. Ừ, thiệt á, khó chịu dễ sợ luôn á. Càng gồng càng không được. Gồng đau bụng. Chắc được hai cái thôi, thôi hai cái được rồi. Hey, hey.
Ngày vẫn có rồi kìa. Mình chưa có rồi. Ừ. Tệ ghê. Ờ. Ừ. Bé những làm kinh á. Cũng ít mà kệ. Bà nhỏ nó chắc đi lần đầu cũng như lần cuối. Sợ quá rồi. Làm chi mà dễ sợ á. Mấy tuổi? Không biết. Lớn mà. Mấy đứa mới lớn mà nó lại giỏi nghe. Trời ơi, giỏi. Mấy lớn đâu mà. Mặt già chát rồi. Phải cái người họ rứa chịu đau không được. Mà bà đau nội nội mà. Đau phần nào giọng đắp đi nhá. Sợ. Sợ đau phần nào đâu. Đau không đắp luôn à. Ô đắp dễ á. Lý nở không đau hết. Đắp phần nào mà chị đau. Thôi sợ đau. Chê mà. Nè không. Thế giờ hồi đã lên trời. Bà hồi nãy nó đi đẻ luôn mà. Trời ơi, đẻ. Đừng có nói con nó chuẩn bị đẻ. Sợ. Bao lên nghỉ nha chị. Đó là mắc cảm giác sợ của Mi hả? Nó hồi nó đẻ mỗi là thường luôn. Là thường. Lúc chuyển dạ đầu thường. Ừ. Hà đang rung. Không, chị nghĩ hai bình thường chịu đựng được. Ý là đau thì cũng đau nhưng mà chắc chắn chịu đựng được. Thì ai cũng trải qua được, không lẽ mình không đúng không? Hả? Mình mạnh mẽ cỡ nữa mà. Dành lông, dành lông mạnh mẽ. Con biết hồi xưa mà Huy mà thấy Kim thôi là xỉu rồi. Là giống như cục áp đó đó. Đã xong rồi coi như là bình thường. Chứ mà cái bà mua đây bà nói là chứ ta đẻ 4 đứa con mà không đau bằng nặng mụn. Ừ. Nặng mụn là đau nhất trên đời. Đó là những người họ đẻ mà nó không có đau. Có người họ đẻ sướng không đau. Bất công gì thì đã mấy đàn ông một lần làm một lần thì chia ra.
Cái từ ngữ mà đúng là thấm được cái câu là đau chi không bằng đau đẻ, thấm thật sự. Cục này cục gì đó, hơi mụn chút. À, tính toán hết rồi. Trừ mình ăn chưa được nữa, ví dụ đó. Sợ đau rồi, nghe đau đau thống thống rồi. Đau 12 giờ gặp chị Loan. Mua có càng đã ăn. Mới sao phút rồi. Xì bằng làm cái mắt nữa. Thì nó cái hai cái mắt đó. Ừ, có chứ. Xì làm luôn chứ. Này, này sẽ phải tài nặng. Nước đau. Không đau à? Không, trời trời.
khó. Nên hơi đau nè, trên mí đau hơn nè. Mí khó làm. Dược á. Nhiều khó. Da trùng. Cái gì ni có lại cho cô á? Dạ rồi. À. Cô không đau luôn à? Ừ. Đau nhiều không cô ạ? Lên chỗ khó lại. Chỗ này khó lắm. Vô đi chứ. Cố gắng còn xin à. Ừ. Chỗ mấy á? Đau. Xíu xíu nữa. Rồi. Đang thui. Chạy nước mắt ra. Ngoài thấy không? Đau rồi đó. Da con trùng á. Da cho nó